nó từng đòi chụp xấu lắm. Thì nó sang điểm á, sang điểm nó ra ngoài, hiểu không? Mật mục nó xấu lắm. Em xem em gần có Google mật mục của hóa của thủ thuộc xem. Ừ. Là... dạ. Rồi mặt nó ra rỗ thì xấu già rồi, không không ngon rồi. Sang điểm đâu? Con gái trang điểm xấu hóa đẹp nó gì mấy thằng này. Ăn đi đó. Ừ. Cho mình ăn cơ. Ăn đi cho nó ăn. Đập cho chặt không. Đập cho chặt ra. Đập cho chặt ra. Đập cho chặt ra. Đập cho chặt ra. Bây giờ tôi có nằm không? Bé. Thằng giờ này nó chuyển sang bán đồ luôn chứ, bán sợ chứ. Cái shop online á, đồ online á. Nào. Đồ hàng cho con nhỏ nha, em không thiệt á. Trời ơi. Nó thiệt. Nó không biết cái gì nữa. Khai thác đông người mua Tiền Giang à? Đâu anh nào nhắn tin kìa, anh nào đây, anh phát bài sao trong cửa ý nó hả? Dạ cái gì đó à, ghen ghét hả? Tưởng anh nghèo đó anh ghét. Bọn này gửi cho mình xem ảnh thật sự. Không có khoe ra đâu. Muốn chụp cái ảnh ngay cái mấy cái nói chụp. Ừ, chỉ cho. Tính dừng hàng sao mà. Mà một ấp như vậy nha. Một vậy chứ.
không cần đúng, cái yêu là đúng thì em là đúng sai. Hay à, thôi chị đó này. Ôi đúng không? Ta đây bay nhé. Hết pin luôn. Đừng quỷ nãy sinh nhật anh, em không muốn tán nó nữa. Vậy. Đừng bỏ sinh nhật, đừng tán, đừng nói nghe rồi. Mình hỏi trả bờ thôi, cũng không có trả lời. À, đúng đầu mày rồi. Đúng đâu được, trời ơi, đâu đúng đâu. À, đúng miệng mèo không à? Đúng miệng dế không à? Cái là ứng đầu. Ông gì bánh tráng không, mình mua mồi khỏi bánh tráng.